Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trước màn hình của quý vị các bạn đây là những hình ảnh của con đường Lê Hồng Phong giao với con đường Văn Đồn. Bây giờ em mời cô chú anh chị bạn rẽ qua con đường Văn Đồn nha. Thì video này em thực hiện được vào giờ này cũng tầm khoảng 9 giờ tối. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết nè quý vị. Ngày mùng 7 Tết rồi nhưng mà không khí Tết vẫn còn rất là nhộn nhịp. Ở đoạn này của đường Văn Đồn là các cái quán ốc. Ở quán ốc này em thấy khá là đông khách. Quán Hẻm Ốc ở địa chỉ 89 đường Văn Đồn này. Rất là đông người ăn ốc ở đây, vừa ăn vừa nhậu nữa. Con đường Văn Đồn này hướng từ phía ngoài đường Lê Hồng Phong đi vào thì cũng rất là nhiều những cái quán phở, cà phê hẻm phố Hồng Kông nè, quán phở, quán bún, các quán cà phê, quán ốc rất là nhiều. Ở chỗ đây có bánh canh cá dầm ở vị trí 53 Văn Đồn. Quán nhỏ nhỏ thôi mà nhiều người ăn lắm. Thì con đường Văn Đồn em lưu thông hướng này, nếu cô chú anh chị bạn lưu thông thẳng nữa thì nó sẽ giao với con đường Trần Nhật Duật. Rồi qua bên kia Trần Nhật Duật nối dài con đường Văn Đồn này, đó là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường Nguyễn Thị Khai khi xưa là đường Hàm Nghi quý vị. Ở ngay chỗ đây cũng có cái quán karaoke rất là đẹp, rất là lớn luôn. Nó lưu thông thẳng con đường Nguyễn Thị Minh Khai thì quý vị các bạn cũng có thể ra giao với đường Trần Phú ra biển rồi. Đường Trần Phú xưa là đại lộ Duy Tân, và góc đây là con đường Trần Nhật Duật giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai và con đường Văn Đồn. Qua mé bên kia của Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là đường lưu thông thẳng ra biển. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn rẽ qua con đường Trần Nhật Duật. Của đường Trần Nhật Duật lưu thông thẳng nữa thì quý vị các bạn sẽ ra giao với con đường Nguyễn Trãi này, đường Phù Đổng và đường Cao Bá Quát. Đây là đường Trần Nguyên Hãn giao nhau với Trần Nhật Duật, cũng có một quán cà phê nhỏ nhỏ rất dễ thương. Thì hai bên của con đường Trần Nhật Duật này em thấy đa số là các quán cà phê, cà phê rất là nhiều. Ở ngay chỗ đây có quán Anh Cà Phê này, rất là đông các bạn trẻ uống, ngồi sát sát với nhau. Ở chỗ này cũng có cà phê này, food rồi bia nữa. Có quán cà phê Milano. Giờ này thì một số cửa hàng kinh doanh thì họ cũng bắt đầu đóng cửa rồi, nghỉ rồi. Và đây là góc đường Ngô Gia Tự và con đường Trần Nhật Duật. Ngô Gia Tự khi xưa là đường Nguyễn Hoàng ấy vậy. Ngày nay chợ Sớm Mới là nằm mặt chính của chợ là nằm trên con đường Ngô Gia Tự. Và đây là đường Trần Vĩnh Trọng giao nhau với Trần Nhật Duật. Ngay chỗ này, vị trí chỗ này là lúc trước cũng có một cái chợ xóm á. Trần Vĩnh Trọng khi xưa là con đường Nguyễn Đường Tam. Đây cho có quán ăn vặt cà phê Kaka nè, các bạn trẻ rất là ưa thích. Gần đây là trường tiểu học Phước Hòa 1, và đối diện với trường tiểu học Phước Hòa là cũng có một cái chùa nữa, có một cái chùa này gọi là chùa Từ Vân. Chùa cũng nhỏ nhỏ thôi. Phòng thuốc Đông Y, chùa Từ Vân, Lương Y Lê Khắc Châu nằm ngay vị trí của đường Trần Nhật Duật.
chỗ này có phở Lộc này, ngay góc đường Thi Sách và đường Trần Nhật Duật. Chỗ này bánh tráng trộn, nhà phân phối sữa, bánh tráng trộn, nước ép trái cây. Ngay góc này là con đường Phù Đổng giao với đường Nguyễn Trãi và đường Trần Nhật Duật và con đường Cao Bắc Quát. Em rẽ vào đây là con đường Cao Bắc Quát. Mấy bên kia là đường Phù Đổng và đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là đường một chiều hướng ở quận Sài Gòn 6 đi lên đây. Đường Nguyễn Trãi khi xưa nó là con đường Phước Hải. Còn con đường Phù Đổng thì khi xưa là Phù Đổng Thiên Vương đó người. Và đây là những hình ảnh của con đường Cao Bắc Quát. Thì Cao Bắc Quát khi xưa nó là con đường đường Thoại Ngọc Hầu. Cao Bắc Quát thì nó có một đoạn chỗ này thôi. À, trước màn hình của quý vị các bạn đó là đường Lê Hồng Phong giao lại với đường Cao Bắc Quát rồi. Ngay chỗ này cũng có các quán vịt nè quý vị, cháo vịt nè, cháo vịt Lành rồi vịt Dũng Linh. Giờ này thì em đi trễ quá cho nên là quán cũng đóng cửa rồi. Và đoạn này trước màn hình của quý vị các bạn đó là những hình ảnh của con đường Cao Bắc Quát giao nhau với đường Lê Hồng Phong ngày nay. Qua bên kia thì thuộc con đường Tố Hữu. Ngay góc này là có siêu thị Co-op-mart này quý vị. Thì lúc trước là con đường Lê Hồng Phong này là đường tỉnh lộ 4 và trước thời điểm đó nữa là đường Lữ Gia. Thì đường Lữ Gia lúc trước là nó chỉ từ ngay vị trí này thôi. Rồi rẽ bên tay phải thì quý vị các bạn sẽ đi ra giao với đường 3 tháng 10 ngay ga cũng như là ngay vòng xoay Mã Vong. Còn ngày nay là đường Lê Hồng Phong thì nó dài hơn, nó kéo xuống tốt chứ nó bình tăng lắm. Và em đi vào đây là thuộc con đường Tố Hữu. Khu vực này gọi là khu Vincent Phước Hải ngày nay. Và ngay vị trí ngã tư này là giao giữa con đường Đồng Nai và con đường Tố Hữu rồi này. Lẽ bên tay phải tay trái thì quý vị các bạn sẽ đi trên con đường Đồng Nai, hướng cuối đường sẽ là ra giao với con đường Phong Châu và có thể đi qua khu vực của chợ Vĩnh Hải. Còn rẽ phải thì sẽ ra giao lại với đường Lê Hồng Phong, ra gần khu vực đường ray xe lửa của đường Lê Hồng Phong. Ở dọc đây là những cái quán ăn, quán lẩu rồi này, khá là nhiều. Ngay góc đây là con đường A6 giao với đường Tố Hữu. Và trước mình của quý vị các bạn ngay đường xanh đèn đỏ này là giao giữa con đường số 4 của khu VCN Phước Hải và đường Tố Hữu. Rẽ bên tay phải thì quý vị các bạn sẽ lưu thông tiếp trên con đường số 4 và hướng đi vào khu đô thị Lê Hồng Phong 2. Còn ngay chỗ này là cái tòa nhà của VCN Phước Hải nè. Và dọc đây là chung cư CT2 và CT3 của VCN Phước Hải. Ở phía dưới các cái chung cư thì có các quán cà phê, bia trang này, rồi các cái quán ăn uống, cà phê, trà sữa là chủ yếu, ăn uống thì ít hơn. Chỗ này có cái quán lẩu mực nữa, lẩu mực Đại Lãnh. Đây, khu VCN Phước Hải ngày nay rất đẹp quý vị, rất đẹp và đẳng cấp. Ở khu vực này rất là tuyệt vời luôn, nó gần trung tâm của thành phố mà nó thoáng mát nữa, đường rất là rộng. Dạ, và ngay vị trí này là con đường Vành Đai 2 giao nhau với đường Tố Hữu. Rẽ bên tay trái thì quý vị các bạn sẽ đi vào con đường Vành Đai 2 chạy dọc con sông Quảng Trường. Và đây là những hình ảnh của cây cầu Quảng Trường này quý vị. Thì con đường Vành Đai 2 mấy bên tay trái là chạy dọc cái con sông Quảng Trường và ra ngay vị trí của chân cầu Bình Tân luôn. Còn máy bên tay phải thì nó là một cái đoạn nhánh, cái đoạn mà chuẩn bị đi lên của cái chân cầu vượt đó vậy.
thì đoạn bên đó chưa có hoàn thành, còn thông xe và xe đã lưu thông được thì chỉ để bên tay trái hướng đi xuống cầu Bình Tân thôi, thuộc con đường Bình Tân 22, thì nó nằm trong cái dự án nút giao thông Ngọc Hồi của cầu vượt Ngọc Hiệp. Em đi qua đây là thuộc con đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp, con đường tuyệt đẹp của thành phố Nha Trang ngày nay, một trong những con đường rất là rộng và mới xây dựng. Hướng này của đại lộ Quảng Nguyên Giáp, cô chú anh chị và các bạn lưu thông thẳng nữa thì có thể đi lên khu vực của Duy Khánh, lên quốc lộ, giao với quốc lộ quý vị. Và con đường này cũng là một con đường huyết mạch, nó nằm nhằm giảm tải cái lượng xe lưu thông trên đường 3 tháng 10. Thì lúc trước chưa có con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này thì các cái khu vực như là xã Duyên Còn được, Duyên An được của Duyên Khánh đó, là đi xuống trung tâm thành phố là lúc trước đi trên đường 3 tháng 10 thì xe nó rất là đông, đường 3 tháng 10 rất là đông. Thì từ khi mà có đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này thì nó cũng nhằm giảm tải bớt cái lượng xe lưu thông qua đường 3 tháng 10. Thì các khu vực như Duyên Khánh rồi xã Duyên Còn, Duyên An của huyện Duyên Khánh rồi đi xuống trung tâm thành phố thì có thể lưu thông trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này. Con đường này khá là rộng, khá là lớn và còn rất là mới, đi rất là êm quý vị, rất đẹp. Và dọc hai bên của con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp này là những cái khu đô thị. Bên tay phải quý vị, ngay vị trí này rẽ vào cái cổng bên tay phải đó là vào khu đô thị Mỹ Gia Khánh, còn rẽ qua bên tay trái đó là khu Mỹ Gia Vĩnh Thái. Còn nãy lúc cái đoạn mà đầu đường của cầu quảng trường em vừa mới qua đó là nó có khu đô thị Thái Hưng, nó thuộc gói 7 của khu đô thị Mỹ Gia. Và ngày nay cũng có một cái dự án nằm gần bên của khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái, đó là cái bệnh viện đa khoa thành phố của Nha Trang. Hiện tại công trình cũng đang được thi công và dự kiến cũng đến năm 2023 là sẽ hoàn thành đó người. Nếu như mà dự án bệnh viện đa khoa thành phố hoàn thành thì nó sẽ làm cho, nó cũng giúp ích cho người dân rồi giảm tải bớt cái lượng người đi khám ở bệnh viện đa khoa của tỉnh. Thì bệnh viện đa khoa của tỉnh Khánh Hòa là nằm ở trên đường Gia Xét. À, ngay đoạn này có một cái vòng xoay rất lớn, đi thẳng nữa thì quý vị các bạn sẽ lên khu vực Duyên Khánh, lên quốc lộ và đi qua các xã Duyên An, Duyên Còn của huyện Duyên Khánh. Bây giờ em rẽ qua khu vực này thì nó thuộc đoạn này, ở đây là những hình ảnh của con đường Vĩnh Thái, con đường Vĩnh Thái thuộc xã Vĩnh Thái này quý vị. Thì đoạn này là nó thuộc thôn Thái Thông 1 và thôn Thái Thông 2 của xã Vĩnh Thái. Xe lưu thông nhiều cho nên là ban ngày hai bên đường là buôn bán cũng rất là sầm uất. Có điều là đường nó hơi hẹp quý vị, đường hẹp và không có vỉa hè luôn, nhà dân thì nó rất là sát với con đường cho nên là khi buôn bán nó cảm giác nó hơi chật chội xíu. Con đường này mà nếu như mà mở rộng được thì rất là tuyệt vời, xe lưu thông sẽ nhiều hơn nữa. Ví dụ như là một số xã như là xã Vĩnh Trung,
ra xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thạnh, rồi đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang, mà muốn qua bên mấy đường Lê Hồng Phong nữa, đi siêu thị Co-op-Mart rồi á, thì đi con đường này nó tiện hơn quý vị, tiện hơn là đi trên đường 3 tháng 10. Thì các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp rồi, nếu như mà muốn đi siêu thị Co-op-Mart là đi qua con đường này, rẽ ngay chỗ vị trí của ngã ba cây dừa qua con đường này. Thời tiết Nha Trang mấy ngày nay cũng lạnh lạnh đó rồi, và chiều tối và sáng sớm thì trời lạnh lắm. Buổi trưa thì trời cũng có nắng nhẹ nhẹ. Giai đoạn này là đường ray xe lửa nè, đường ray xe lửa cắt ngang qua con đường Vĩnh Thái này. Thì mấy bên này của đường ray xe lửa thì thuộc xã Vĩnh Thái, còn qua bên đây của đường ray xe lửa thì thuộc xã Vĩnh Hiệp nữa vậy. Dạ, và trước màn hình của quý vị các bạn, đây là những ảnh của ngã ba cây dừa, hay gọi là ngã ba cây dừa này. Cái vị trí của ngã ba cây dừa này, quý vị các bạn mà rẽ bên tay phải á, thì sẽ đi xuống hướng của trung tâm của thành phố Nha Trang, đi qua cây cầu Dưới Phước Long, còn rẽ bên tay trái là hướng đi lên Diên Khánh. Bởi vì vậy cho nên là khi mà người dân ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hiệp á, xuống đi siêu thị Co-op-Mart á, nếu như mà đi trên đường 23 tháng 10 này á, thì sẽ xa hơn, phải rẽ qua đường Lê Hồng Phong nữa. Còn khi mà đi qua con đường Vĩnh Thái này thì quý vị các bạn sẽ ra ngay chỗ con đường Tố Hữu, là ngay góc đường Tố Hữu và Lê Hồng Phong đó, là ngay chỗ đó là siêu thị Co-op-Mart rồi, nó gần hơn nhiều so với đi trên đường 23 tháng 10. Và đây là những hình ảnh của đường 23 tháng 10. Đoạn này là thuộc địa phận của xã Vĩnh Hiệp, thuộc thành phố Nha Trang rồi quý vị. Hướng này của đường 23 tháng 10, cô chú chị các bạn mà lưu thông nữa thì sẽ lên Diên Khánh, lên ngã ba Thành, cây dầu đôi. Góc đây là đường cầu Bè này, giao 23 tháng 10. Để qua con đường cầu Bè thì quý vị các bạn có thể đi vào thăm một cái di tích, đó là thăm mộ của bình tây đại tướng Trịnh Phong. Mộ của bình tây đại tướng Trịnh Phong thì nằm ở bên con đường cầu Bè quý vị. Còn cái miếu của bình tây đại tướng Trịnh Phong thì được xây dựng ở trên bên cạnh của cây dầu đôi. Đại tướng Trịnh Phong rồi là thuộc vào thời kỳ khởi nghĩa cầm vương quý vị. Ông đã rất anh dũng hy sinh. Dạ. Thì thời điểm đó khởi nghĩa cầm vương phong trào chống Pháp. Thì như Trịnh Phong này, Trịnh Phong rồi Trần Đường và Nguyễn Chánh là ba vị anh hùng được người dân Khánh Hòa gọi là Khánh Hòa Tam Kiệt quý vị. Dạ.
vào thời kỳ khởi nghĩa Cồng Vương. Nhưng vào thời điểm đó thì phong trào cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái lực lượng nó quá mỏng cho nên là không thắng được bên thực dân Pháp. Và bên tay đại tướng Đình Phong đã bị chặt đầu quý vị. Thời điểm đó là bị chặt đầu. Cũng có nhiều câu chuyện tâm linh nói về sự tích cái đầu của bên tay đại tướng Đình Phong được treo ở trên cái cây dầu đôi ngày nay á. Cho nên là cái miếu của bên tay đại tướng Đình Phong là được đặt ở vị trí của gần cái ngôi gần cái cây dầu đôi. Còn cái ngôi mộ thì nó nằm ở trên đường Cầu Bè. Thì ngôi mộ lúc trước là chỉ chôn cất cái đầu của ông thôi, còn cái mình thì không có tìm ra được. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn.